Ngày 2 tháng 7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm liên tỉnh. Cụ thể, Cục Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Hình sự của các địa phương Hà Nội, Lào Cai và Thừa Thiên Huế đã xác minh một số tụ điểm mại dâm núp bóng massage, karaoke, tìm ra một đường dây tổ chức hoạt động mại dâm liên tỉnh tại một số tổ hợp nhà nghỉ karaoke khép kín và hết sức tinh vi. Ngày 24 tháng 6, các lực lượng bất ngờ tập kích và bắt quả tang tại 3 địa điểm có hoạt động mại dâm. Lực lượng trinh sát tiến hành giải cứu 3 bị hại, gồm T, sinh năm 2008, trú tại tỉnh Lâm Đồng, N, sinh năm 2007 và BN, sinh năm 2009, cùng trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 27 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Hổ, sinh năm 1989, trú tại Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Đây là đối tượng cầm đầu, chủ mưu điều hành đường dây mua bán dâm nói trên. Hổ khai nhận khoảng tháng 3 năm 2022 đã thuê căn nhà số 391, đường Đàm Quang Trung để ở, đồng thời tuyển mộ thêm một số phụ nữ hoạt động mại dâm trá hình dưới hình thức nhân viên rót bia. Qua mối quan hệ quen từ trước, Nguyễn Mạnh Hổ được Hà Thanh Tứ, sinh năm 1991, trú tại xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, và Hà Thị Thu Hằng, sinh năm 1992, trú tại phường Hương Chữ, xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, chuyển cho 7 gái bán dâm. Hổ đã trả 13 triệu cho Hằng để nhận chuyển giao 3 trong số 7 cô gái. Đồng thời, Hổ thành lập một nhóm kín trên Telegram để điều hành công việc. Các đối tượng liên hệ với lễ tân nhiều nhà nghỉ khách sạn để liên kết, tạo thành đường dây khép kín, gây khó khăn cho lực lượng trinh sát trong quá trình điều tra xác minh. Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa, xác nhận khoảng 5 giờ sáng ngày 3 tháng 7, xe khách biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh di chuyển đến gần khu vực điểm đầu cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đã bất ngờ mất lái tông mạnh vào xe tải chạy cùng chiều. Hậu quả làm 2 người trên xe khách tử vong, 6 hành khách khác bị thương. Tại hiện trường, đầu xe khách bị biến dạng, phần kính xe vỡ nát. Trước đó vào đêm ngày 24 tháng 6, ô tô 5 chỗ đang lưu thông theo hướng Bắc Nam trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, đoạn qua xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, thì bị xe container chạy cùng chiều tông vào phía đuôi xe. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Sáng ngày 3 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình hình tội phạm ở thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng cao so với cùng kỳ năm 2022 và tiếp tục diễn biến phức tạp, tạo không ít khó khăn cho các cơ quan tố tụng trong công tác phòng chống tội phạm. Nổi lên loại tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ma túy được che giấu dưới hình thức hàng hóa là quà biếu, chuyển phát nhanh, hàng sắp tay. Xuất hiện các đối tượng sử dụng tiền mã hóa Bitcoin để thanh toán giao dịch mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 2 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án tạm giữ hình sự Trần Thị Huyền, sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố 1, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Anh Len QB để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian từ năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, Huyền dùng thủ đoạn gian dối như bán đất không có thật, đất không thuộc quyền sử dụng của mình, một thửa đất bán cho nhiều người, sau đó chiếm đoạt tiền của nhiều người với số tiền bước đầu làm rõ là trên 3 tỷ đồng. Trong số đó, trường hợp bà T, trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, bị Huyền lừa đảo chiếm đoạt 640 triệu đồng khi bán thửa đất không có thật tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch. Gia đình chị V, trú tại xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, cũng gửi đơn tố giác Trần Thị Huyền đến cơ quan công an vì thỏa thuận bán cho gia đình chị V thửa đất ở thôn Nam Hồng, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch với giá 650 triệu đồng. Nhưng thửa đất mà Huyền thỏa thuận bán không thuộc sở hữu của Huyền. Tại cơ quan công an, Trần Thị Huyền khai nhận vào tháng 6 năm 2022, do cần tiền để trả nợ cá nhân, Huyền đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 2 tháng 7, Công an phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong tại khu vực tổ chính khu 3, phường Hồng Hà.
Qua xác minh, người đàn ông là H.A.D, sinh năm 1979, trú tại phường Giếng Đái, thành phố Hạ Long. Tổng giám đốc công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh, đơn vị quản lý trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hạ Long, 1401D. Trước đó, sáng ngày 1 tháng 7, ông D đã vào trụ sở liên cơ quan số 3 và lên tầng 7 của trụ sở này. Ông D có để lại bức thư tuyệt mệnh nêu những khó khăn trong công việc, cuộc sống. Sáng ngày 3 tháng 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thuộc Công an tỉnh Bình Định cho biết, khoảng 2 giờ 11 phút ngày 3 tháng 7, một vụ cháy xảy ra ở địa chỉ số 6 đường Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Cảnh sát chữa cháy đã huy động 15 phương tiện trên 100 cán bộ chiến sĩ cùng công nhân ở các đơn vị đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 3 giờ 20 phút, đám cháy được dập tắt, tuy nhiên khói lớn vẫn bao trùm bốc lên ngùn ngụt đến 6 giờ sáng. Kho hàng trên thuộc công ty cổ phần dịch vụ cảng biển Quy Nhơn thuê để chứa hàng hóa phương tiện. Theo ghi nhận, nhiều tháng qua, địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng diện rộng kéo dài, với nền nhiệt ngày nắng gắt rất cao dẫn đến nhiều nguy cơ xảy ra các vụ cháy.